Hello mọi người nha. Hôm nay mình đang bàn giao hai chiếc mọc ben Tia Jun hay còn gọi là mọc con voi cho anh khách hàng ở Hải Dương. Bác Tài đang lùi đầu vào để tiến hành lắp đặt thiết bị. Và đây là hình ảnh bên mình đang lắp đặt thiết bị cho khách. Có một em gươn rất là xinh đẹp để phục vụ cho các anh. Một chiếc thì đã được lắp đặt xong và bắt đầu đi. Hiện nay việc kiểm soát tải trọng đang rất là gắt gao và sẽ còn tiếp tục đi vào kiểm soát chặt chẽ, gắt gao hơn nữa. Thì vấn đề tải trọng đang rất là đau đầu với các bác chủ xe. Trong bối cảnh như vậy thì chiếc mọc ben con voi này của bên mình đang có tải trọng cao nhất so với tất cả các loại mọc trên thị trường, đáp ứng được nhu cầu tải trọng cao cho các anh chủ xe. Trọng tải của chiếc mọc ben con voi này là trên 29 tấn và chưa cộng 10% đâu nha. Thể tích của thùng là 24,2 khối. Đây là thể tích chuẩn và thực luôn. Có một số anh khách hàng gọi điện cho mình có nói rằng là có một số sale chào bán nói rằng là loại mọc của họ là được 25,5 khối. Mình cũng nói luôn với các anh là trên thị trường không có cái loại mọc nào đạt được 25,5 khối các anh chị nha. Tất cả nó chỉ vào khoảng 23,5 khối thôi. Duy nhất mọc con voi này của bên mình là được 24,2 khối. Và mọc con voi của bên mình nguyên trạng là lốp 12 không xăm. Còn bác nào muốn đổi lốp 12 có xăm, đổi cả mâm cả lốp luôn, thì bên mình cũng sẽ đổi luôn cho các anh, như là của bác khách hàng này. Chiếc thứ hai đã được lắp đặt xong và đổi lốp xong, anh khách đã bắt đầu kéo mọc đi chạy hàng luôn rồi. Các bác nào có nhu cầu về mọc ben cần tải cao thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 13 1199. Cảm ơn các bác và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.